Bạch xà lừa trai. Cứu! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Đừng sợ, anh không sao rồi. Cô là... Anh bị ngã xuống vực, tình cờ tôi đi ngang qua, nên... Thì ra cô đã cứu tôi. Ân tình của cô làm tôi cảm kích vô cùng. Anh không cần phải khách sáo. Thấy người hoạn nạn, ai cũng làm như tôi thôi. Vết thương của anh khá nặng đấy. Nếu anh không chê, thì hãy ở lại đây. Tôi sẽ chăm sóc cho anh. Tôi sống một mình thôi, nên anh đừng ngại. Cảm ơn cô. Được thế thì tốt quá. Bạch Lan, cảm ơn nàng thời gian qua đã chăm sóc cho ta. Ta rất cảm kích. Nếu nàng không chê, thì hãy để ta chăm sóc nàng nốt quãng đời còn lại. Có được không? Ý của chàng là... Nàng đồng ý làm vợ ta nhé. Ta sẽ đưa nàng về quê thành thân. Chàng nói thật chứ? Em đồng ý. Nàng có mệt không? Chỉ một lát nữa thôi là chúng ta về đến nhà của ta rồi. Được ở cùng chàng thì dẫu mệt đến mấy em cũng chịu được. Mộc Bình! Trương đạo sĩ, chào ngài. Sao lâu rồi không thấy cậu trong làng? Chúng tôi tưởng cậu mất tích rồi chứ. Vài tháng trước tôi lên núi và gặp nạn mà có cô nương đây cứu giúp. Nay tôi đã bình phục và cũng nên duyên với cô ấy. Giờ tôi dẫn cô ấy về nhà để thành thân. Dạ, chào ngài. Thôi, chúng tôi không phiền ngài nữa. Trời ơi, là một con bạch xà. Phải tiêu diệt con yêu nghiệt này. Không được, con yêu tinh này tu luyện nghìn năm, pháp lực của nó cũng không tầm thường. Nó lại kề cận Mộc Bình như thế, mình mà ra tay sẽ nguy hiểm cho Mộc Bình. Chỉ còn cách âm thầm đi theo bảo vệ thôi. Đồ quái, mau thả người đàn bà đó ra. Ta đã theo dõi người bấy lâu, hôm nay mới bắt được tận tay. Người đã làm gì bãi? Tại sao bãi lại bất tỉnh thế kia? Ngài hiểu lầm rồi. Người đàn bà này bị thương, tôi vừa giúp bà ta trị thương. Bà ta mệt nên ngất đi thôi, lát nữa sẽ tỉnh lại. Ngươi còn xảo biện. Từ lâu ta đã biết ngươi là xà yêu biến thành và âm thầm theo dõi để tìm cơ hội diệt trừ ngươi. Nay thì ngươi hết đường chối cãi rồi. Ngươi đang định ăn thịt bãi đúng vậy không? Ông nhìn ra tôi, nhưng tôi không có hại người. Tôi cứu bà ta mà, sao lại là ăn thịt chứ? Không biết cô ấy đi đâu mà tối muộn thế này còn chưa về nhà chứ. Nó là yêu quái, đánh chết nó đi. Đánh chết nó đây, nó là yêu quái đây. Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo. Ta sẽ giết chết con xà tinh ngươi để trừ hại cho dân. Không, không, tôi không có hại người mà. Dừng tay, các người làm gì vậy? Tại sao lại muốn giết vợ tôi? Cô ấy có tội tình gì? Cô ta là một con xà tinh biến thành. Ta bắt được cô ta đang định ăn thịt một người vô tội nên mới ra tay thôi. Không, không phải thế. Thiếp giúp bà ta trị thương chứ không phải hại bà ấy. Chàng hãy tin thiếp đi, thiếp vô tội mà. Ngươi nghe rõ chưa? Ngươi hiểu lầm vợ ta rồi. Tại sao ngươi lại tin lời một con yêu quái nhỉ? Ngươi đã bị nó mê hoặc rồi. Đây là vợ ta, cô ấy là người tốt, cô ấy không hại ai cả. Trường đạo sĩ, nếu ông không tin, có thể chờ người đàn bà kia tỉnh lại rồi hỏi cho ra lẽ. Chờ bà ta tỉnh dậy để các ngươi có thời gian cao chạy xa bay sao? Một mình, nếu ngươi còn bao che cho ả, ngươi cũng sẽ phải chết. Một mình, chạy đi, đừng lo cho thiếp. Không, dù có thế nào, ta cũng không bỏ mặt nàng đâu. Ta sẽ bảo vệ nàng tới cùng. Hắn đã bị ả làm cho mê muội rồi. Lôi hắn ra, để ta giết chết con xà tinh này. Không, thả vợ ta ra. Một bên. Một bên. Một bên. Chàng không sao chứ? Không. Là thiếp đã hại chàng. Vì thiếp là yêu tinh nên mới liên lụy đến chàng. Bạch Lan, dù nàng là người hay yêu thì với ta không quan trọng. Từ lúc nàng cứu ta và chăm sóc cho ta, ta đã nguyện ở bên nàng suốt đời rồi. Chàng đã biết rõ thân phận của thiếp mà vẫn yêu thương, tin tưởng thiếp sao? Trong một lần tình cờ vào phòng nàng qua khe cửa, ta nhìn thấy thân phận thật sự của nàng. Nhưng yêu thì đã sao? Nàng nói với ta rất tốt mà. Còn hơn đám người ác độc ngoài kia nhiều. Ta rất tiếc vì đã không bảo vệ được cho nàng. Từ giờ nàng hãy bảo trọng nha. Ta phải đi rồi. Một mình. Một mình. Thế đã hại chàng. Không được, ta không thể chết được. Đây là viên ngọc tu luyện nghìn năm. Thế giờ thiếp giao nó cho chàng. Chàng hãy sống thật vui vẻ nha. Hãy coi như thiếp luôn ở bên cạnh chàng.
Bạch Lan, nàng đâu rồi? Bạch Lan, không có nàng thì cuộc sống của ta còn ý nghĩa gì nữa? Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã hiểu lầm cô ấy rồi. Bà đây đã tỉnh dậy và kể cho chúng tôi nghe hết sự thật. Bạch Xà tuy là yêu, nhưng cô ấy có một tấm lòng thật nhân hậu. Tất cả đã muộn rồi, chỉ vì những định kiến của các người đã giết chết cô ấy. Bạch Lan! Mưu kế của vị thủ lĩnh. Thưa thủ lĩnh, lần này thu hoạch bội thu hơn mỗi lần, được rất nhiều tiền vàng và ngũ cốc. Khá lắm, các người mau tổ chức tiệc ăn mừng đi. Tuân lệnh thưa thủ lĩnh. Là kẻ nào ra mặt đi? Hả, gì vậy? Có kẻ đột nhập ư? Dạ thưa thủ lĩnh, tôi người thật to gan lớn mật, dám cả gan đột nhập vào hang ổ của ta. Khai mau, người có âm mưu gì? Dạ thưa thủ lĩnh, chuyện là cuộc sống của tôi quá khó khăn nên tôi đánh liều lên núi xin ngài cho gia nhập băng cướp này ạ. Không phải ai muốn gia nhập là ta sẽ cho phép đâu, nhưng nếu người đã có lòng như vậy, ta sẽ kiểm tra người có tư cách để trở thành một tên cướp thực thụ như chúng ta không. Dưới chân núi có một nhà nuôi hai con lừa, sáng mai ông ta sẽ dắt một con lừa vào thành bán. Nếu người trộm được nó mà không để nó phát hiện ra thì bọn ta sẽ thu nhận ngươi. Được, mong ngài giữ lời ạ. Ôi, một chiếc giày da bóng lộn. Nhưng tiếc là chỉ có một chiếc thì cũng chẳng ít gì. Giá có đủ cả đôi thì tốt biết mấy. Ôi, cái gì thế này? Một chiếc giày da bóng. Có lẽ nó là một đôi với chiếc giày lúc nãy. Giá như ta giữ lại chiếc giày vừa rồi, có phải đủ một đôi không? Nếu ta đi không vừa, mang xuống chợ bán cũng được cả một khoản tiền. Mà mình biết phải làm thế nào rồi. Mình sẽ buộc con lừa ở đây rồi chạy lại nhặt chiếc giày vừa nãy. Phải nhanh lên, không nhớ có người khác nhặt mất. Như vậy ta sẽ có một đôi giày đẹp mà không mất một đồng nào. Ôi trời ơi, lừa, lừa của ta đâu mất rồi? Trời ơi, nhặt được đôi giày thì đi tông mất con lừa rồi. Về nhà mà biết chuyện, bố vợ sẽ la ầm lên cho bà xem. Trời ơi. Thôi thì lỡ rồi, không còn cách nào cả. Mình chỉ có thể lén về nhà dắt nốt con lừa kia vào thành bán. Nếu bán được giá cao cộng với số tiền bán đôi giày da bóng này, bố vợ sẽ tha thứ cho mình phần nào. Khá lắm, người đủ mưu trí và sự dũng cảm để gia nhập băng đảng của chúng ta. Tuy nhiên, ta nghĩ người có thể làm tốt hơn nữa. Tôi còn phải làm việc gì nữa, xin ngài cứ nói. Nếu người trộm được con lừa còn lại, thì chúng ta không những sẽ cho người nhập bọn, mà còn bầu người làm thủ lĩnh. Được, ta đồng ý. Đây sẽ là thử thách cuối cùng phải không? Mong ngài sẽ giữ lời. Tiếng gì vậy nhỉ? Đúng rồi, là tiếng lừa kêu. Hay là con lừa bị lạc của mình đang kêu. Trời ơi, cái đồ đáng chết kia làm ta phải lo lắng sợ hãi. Ta phải bắt nó về, dắt ra chợ bán mới được. Ôi trời ơi, sao con lừa này nó chạy nhanh thế nhỉ? Vừa mới thấy đứng kêu ở đây mà. Đừng có hòng chạy, ta sẽ bắt ngươi bằng được. Hơi lắm, anh xứng đáng là thủ lĩnh dẫn dắt chúng tôi. Hai thử thách vừa rồi đã chứng minh anh rất túc trí đa mưu, lại dũng cảm và gan dạ. Đúng vậy, có thủ lĩnh mới chúng ta có khác gì hổ bầu thêm cánh đâu.
Nếu các vị đây có niềm tin để bầu tôi làm thủ lĩnh mới, vậy mọi mệnh lệnh tôi đưa ra, mọi người cứ làm theo không? Bất cứ yêu cầu nào của thủ lĩnh, chúng tôi đều nghe lời và không dám trái lời đâu. Vậy tôi muốn các ngài hãy từ bỏ con đường trộm cướp, hành về lương thiện và không quấy phá dân làng nữa. Hả? Thật là vô lý, không thể nghe theo lời hắn ta được. Như vậy có khác nào tiệt đường sống của chúng ta chứ? Hóa ra ngay từ đầu người đã có mục đích tiếp cận chúng ta. Đúng vậy, lúc đầu tôi muốn gia nhập toán cướp, chiếm trọn niềm tin của các ngài để có cơ hội hành động, ra tay trả thù cho dân làng. Nhưng đến đây tôi thấy các vị ở đây đều là những bậc trọng nghĩa khí. Vậy thì nếu đã tôn tôi làm thủ lĩnh thì hãy nghe lời tôi, từ bỏ con đường trái với đạo lý này đi. Một con người thông minh và nghĩa khí như anh, nếu như muốn ra tay với chúng tôi, thật chúng tôi không phòng bị được. Này anh đã có nghĩa khí thế thì chúng tôi cũng xin giữ đúng lời hứa, nghe theo lời anh. Còn hai con lừa này để anh trả lại cho người bán lừa. Nghe theo lời anh, chúng tôi sẽ giải tán toán cướp và làm nghề lương thiện. Món pate đế vương. Ngày xưa, ở một thị trấn xa xôi nọ, có hai vợ chồng nghèo sống cùng với con trai là Jacob. Hằng ngày, Jacob đều giúp cha mẹ bày bán những rau quả mà họ thu hoạch được. Thế rồi một ngày, bà muốn mua thứ gì ạ? Đến hàng rau quả đương nhiên là mua rau quả rồi. Bà cứ chọn đi ạ. Đưa vỏ cà rốt đấy cho ta xem nào. Vừa nhỏ vừa sâu, chẳng ra làm sao. Bà làm gì vậy? Thôi con, bà dùng gậy chọc như vậy thì nát hết rau của nhà chúng tôi còn gì. Rau quả chất lượng quá kém, 50 năm trước đây hàng tốt hơn nhiều. Bà làm dập hết rau quả nhà chúng tôi, trông bà thật gớm ghiếc với cái mũi to tướng. Tốt thôi, ta sẽ tặng ngươi một cái mũi dài còn hơn rất nhiều kìa. Bà thông cảm, cháu còn nhỏ không biết gì. Nhưng nếu bà chê hàng của chúng tôi thì xin mời bà đi cho. Lấy hết cà rốt và mấy thốn bắp cải ta vừa khua gậy, bảo con bà mang đến nhà ta, ta sẽ trả công cho nó. Thế để tôi đi gói hàng. Còn theo bà ấy giúp mang hàng đi, chứ nếu để lại chỗ rau đã bị dập nát này, chúng ta cũng không thể bán được con à. Dạ. Thả tôi ra, thả tôi ra. Đến lúc rồi. Bà mau thả tôi ra. Ba mẹ ơi, cứu con với. Cứu con với. Khôn hồn thì ở yên đó. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi món ăn đặc biệt mà cả đời ngươi sẽ không thể quên. Tất cả hãy vào vị trí, chúng ta sẽ đãi tiệc người mới đến. Món pate đế vương. Tôn lệnh bà chủ. Ăn đi, đừng để sót một chút nào. Ta đã nói rồi, ta sẽ tặng cho ngươi một cái mũi còn dài hơn rất nhiều kìa. Không, không thể nào. Để xem thế giới của ngươi còn ai dung chứa một kẻ dị dạng như ngươi hay không. Đi ngay đi đồ yêu quái. Cha là con đây mà, cha mẹ không nhận nó con sao? Đứa con trai tội nghiệp của ta đã mất tích cả tháng nay rồi, đừng chê nhạo chúng ta thêm nữa. Ôi, kẻ quái dạng kia, mau đánh xa nó ra. Nếu không phải yêu ma thì cũng là phù thủy. Lẽ nào đúng như lời bà phù thủy nói, mình không còn được thế giới này công nhận nữa. Cháu bé ơi, hãy dừng lại đã.
Nếu ta không nhầm thì cháu đã gặp phải bà già phù thủy 50 năm mới ra ngoài một lần đúng không? Bà biết gì về người đó sao ạ? Ta cũng đã từng gặp bà ta, từng chế nhạo vẻ ngoài của bà ấy, và đã từng mang cái mũi kỳ quái suốt một năm ròng. Nhưng giờ bà đã hoàn toàn bình thường, vậy bà đã làm cách nào ạ? Mọi điều phụ thuộc vào sự chân thành của cháu. Không phải mọi phù thủy đều xấu xa. Hãy sửa sai đi, gặp bà ấy và xin ở lại làm một phụ bếp. Nào, mau đi đi. Ngươi còn cả gan quay trở lại đây nữa sao, thằng bé kia? Xin bà hãy nhận cháu là một phụ bếp. Cháu đã nói lại không phải với bà. Xin bà cho cháu được sửa sai ạ. Được thôi, con trai của một gia đình làm nông, bán trái cây, rau củ, biết đâu nhà ngươi cũng có một khẩu vị tinh tường. Nhờ nhanh trí và say mê học hỏi, chẳng bao lâu Jacob đã nấu được những món ăn rất tinh tế, được bà phù thủy ưng ý hết sức. Cậu bé, thêm một chút rau thơm nữa đi. Nước sốt đặt thêm một chút nữa. Món bà tê này, bà chủ đặt tên nó là bà tê đế vương. Hãy cố gắng làm nó thật xuất sắc. Cháu nhớ rồi ạ, cháu sẽ cố gắng. Cháu đã làm sai gì rồi sao thưa bà? Im lặng, và một lần nữa, hãy ăn đi. Lạ kỳ, khi một lần nữa ăn hết đĩa ba tê đế vương thì cái mũi vàng ngoằng dị dàng của Jacob biến mất. Cháu cảm ơn bà, cháu cảm ơn bà. Cậu bé, hãy về nhà đi. Và hãy nhớ, chớ có chế nhạo ai dù cái mũi của họ có xấu một chút. Và đừng quên công thức nấu món ba tê đế vườn đây. Cháu xin lỗi và cảm ơn bà. Jacob sau đó đã nhanh chóng trở về nhà mình sau những ngày tháng mất tích. Một năm nọ, đức vua vương quốc của cậu tổ chức một cuộc thi nấu ăn để tuyển đầu bếp hoàng gia. Jacob đã tự tin dự thi với món ba tê đế vương cậu học được từ khi còn là cậu bé năm ấy. Món ba tê của Jacob trở thành món ăn được đức vua hài lòng nhất. Jacob được chọn làm đầu bếp hoàng gia. Cậu vẫn nhớ về câu chuyện cái mũi dài thời thơ ấu, nhưng không lần nào cậu còn gặp lại bà phù thủy năm xưa nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!